Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay Sáu Bạc sẽ giới thiệu anh em một tựa game nhập vai chiến thuật có tên gọi là Magic Stone Knight, hay còn có một tên gọi khác đó là Brave Knight and Persons. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con Magic Stone Knight này xem là có gì đặc biệt hay không nhé. Đây, còn thấy là game này màn hình dọc. Và chúng ta sẽ cùng nhau vào game thôi. Game này thì có ở trên Android và cũng như là App Store. Game đã chính thức ra mắt lần trước là hồi xưa là nó thử nghiệm thôi. Và mình sẽ đăng nhập một tài khoản khách này. Đấy. Game này thì hình như là không có tiếng Việt đâu anh em ạ. Rồi bây giờ bạn sẽ hỏi là con Magic Stone Knight này nó sẽ chơi như nào. Thì nếu như bạn nào mà hay chơi những dạng game nhập vai mà chiến đấu bằng cách là xếp hình thì bạn sẽ hình ra được lối chơi của con Magic Stone này. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau vào game nha. Đấy, thật ra mình nghĩ là với dạng game này thì không cần phải thiết có tiếng Việt anh em chơi được đâu. Đây là phần cốt truyện này, bỏ qua phần cốt truyện nhá. Rồi, đặt tên này, sói bạc. Rồi, mình sẽ sử dụng tài khoản này. Bỏ qua nhá, mình sẽ bỏ qua những phần cốt truyện, thật ra không cần quan tâm đâu. Game thì có độ 2D thôi. Đây, chúng ta sẽ xếp hình Match 3. Nếu bạn nào đã từng chơi kiểu Candy Crush rất là nổi tiếng không? Thì nó chơi tương tự thôi, các bạn sẽ ghép những mảnh giống nhau, hình ngang, hình dọc đó để tạo hiệu ứng. Nhưng mà vì là game này là game kết hợp với yếu tố nhập vai nữa thì các bạn sẽ sử dụng những cái việc ghép đấy để chiến đấu cụ thể nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào chiến đấu nha. Đợi tí, là game giới thiệu rất, nói chuyện rất nhiều, đồ họa theo kiểu style manga này. Các bạn thể ghép 4 nhá, thậm chí là ghép 5 nữa cơ, nó có rất nhiều cái, nó rất là giống Candy Crush đấy. Đây, mình ghép 3 này, thì đây chính là những cái để các bạn tấn công kẻ địch đó. Và các bạn làm sao để combo càng nhiều càng tốt thì sẽ gây càng nhiều sát thương, đơn giản là vậy thôi. Có thể coi là cái dạng game như kiểu con Magic Stone Knight này là sự kết hợp giữa dạng game xếp hình và dạng game nhập vai chiến đấu. Đấy, thay vì là chiến đấu thông thường thì chúng ta sẽ xếp hình để chiến đấu. Đấy, mình ghép hình đấy, các bạn thấy không, ghép tạo thành combo này. Đấy, chúng ta sẽ có, khi mà các bạn có ghép 4, ghép 5 cái thứ thì các bạn sẽ tạo thành một cái combo. Đấy, và chúng ta có sự khắc chế giữa các thuộc tính này. Ồ, game có sự khắc chế thuộc tính nhá. Chúng ta sẽ có 5 loại thuộc tính là lửa, nước, gió, ánh sáng, bóng tối, phải khắc chế lẫn nhau. Ok, cũng rất là dễ hiểu luôn anh em ạ. Đây, mình ghép này, bạn thấy là con này nó ăn cả dọc luôn này. Đó. Như mình là mình chơi dạng game xếp hình này quá nhiều rồi, kiểu Candy Crush ấy, thì mình có thể rất là dễ dàng hiểu ra. Đấy, các bạn thấy là ghép 4, ghép 5 thì nó sẽ có những cái block này, ăn các thành viên này. Đó, các bạn cố gắng là ghép làm sao để tạo combo ăn liên tục và ăn thật nhiều và ăn dài vào. Đấy, thì sát thương chắc chắn là các bạn sẽ cao hơn. Đấy, game nó dễ hiểu lắm. Cơ chế chiến đấu là, nhưng mà mình, như là mình là một người rất là thích game xếp hình ấy, nên là mình khá là thích thú với con Magic Stone Knight này. Đây, thuộc tính này. Đó, chúng ta sẽ vào chiến đấu nhá. Mỗi một nhân vật thì nó sẽ đại diện cho một cái thuộc tính khác nhau anh em ạ. Ở dưới này là cái nhân vật của bạn. Đó, và lúc chiến đấu thì nó sẽ tấn công. Rồi. Hình như là, sau này có auto luôn. Đấy, game thì cũng tích hợp auto luôn anh em nhá. Mình thấy có auto và tăng tốc rồi. Nói chung nếu mà có auto như này ấy, thì nó các bạn vẫn chủ yếu là tập trung vào việc là các bạn đi chiêu mộ nhân vật và nâng cấp nhân vật thôi, của dòng game thể tướng thôi. À, chẳng qua là cái cơ chế chiến đấu thay vì là đánh theo lượt bình thường thì chúng ta sẽ đánh theo kiểu là xếp hình. Đấy, nói chung là thỉnh thoảng phải có một con vài con game nó có sự khác biệt về gameplay để hấp dẫn người chơi. Nhưng còn về cơ bản thì gameplay nó vẫn dạng là dạng game nhập vai thể tướng. Đấy, kết hợp với bây giờ, game này nó có thêm yếu tố là xếp hình, xếp 4 này và có tên lửa này anh em này. Các bạn thấy combo không? Bây giờ khi mà nhân vật đầy năng lượng thì các bạn có thể sử dụng kỹ năng của nhân vật nhé. Đây, bấm avatar nhân vật để tí nữa mình sẽ sử dụng kỹ năng này. Đó, game hướng dẫn rất kỹ luôn. Đây, khi mà nhân vật đầy năng lượng thì sử dụng kỹ năng của nhân vật thì các bạn bấm vào avatar nhân vật để sử dụng kỹ năng. Rồi, ghép 4 tiếp này. Đó, bây giờ game đã cho mình tự đánh. Chơi dọc này. Đó, ăn cái nào thì nhân vật thuộc tính đấy nó sẽ sử dụng kỹ năng của nhân vật đấy. Tính màu tím này, kỹ năng này. Đó, anh em thấy không? Tại chưa mở tăng tốc nhá, phải qua chương 1 thì mới sẽ mở tăng tốc và auto. Rồi, đã lên level 2. Tí nữa chắc chắn là chúng ta sẽ có phần chiêu mộ tướng, không thể thiếu được. Đã là game kiểu dạng game nhập vai thể tướng thì chắc chắn là phần chiêu mộ. Nhưng mà hiện tại nó chưa hướng dẫn thì mình cứ chơi theo thôi. Ui, một chương chắc phải 10 ải ấy. Đây là bước hướng dẫn cuối cùng này. Chúng ta sẽ kết hợp 5 viên Magic Stone
để tạo thành một cái GL block. Đây, 5 viên nhá. Các bạn thấy không? Và mình sẽ bấm này. 5 viên, đây là 5 viên màu đỏ này. Đó, em thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ combine hai cái giống nhau lại lại, hai cái GL block lại lại. Ui nó nổ tất cả luôn này. Ui cái này là mạnh nhất rồi đấy. Đây chính là combo mạnh nhất rồi. Tức là ghép hai cái 5 lại với nhau tạo thành một combo ăn hết tất cả viên trên bàn luôn. Ui. Cái này là bạn nào mà ghép được thì rất là kinh khủng đấy, tính toán và nói chung là sẽ có một cái chút sự may mắn nữa. Thực sự là game thú vị nha. Mình là một người rất là thích game xây hình, còn kết hợp với yếu tố game nhập vai nữa thì mình thấy hay thôi. Rồi chúng ta sẽ thay tướng này. Đấy, dù sao thì dạng game này vẫn có yếu tố thẻ tướng nên là các bạn có thể chiêu mộ và nâng cấp nhân vật khá là nhiều. Game hướng dẫn kỹ quá nhỉ. Combo. Wow. Sử dụng kỹ năng của tướng mới nhá. Ôi, can đông gì đấy. Rồi, ghép tiếp này. Mình cứ đánh mỗi lượt thì nó sẽ bắn can đông. Wow. Hay nhỉ. Đấy, nói chung là game khá là thú vị anh em ạ. Sử dụng kỹ năng này. Rồi. Nói chung là dễ hiểu thôi. Thực sự là bạn nào mà chơi game dạng game xuất hình này thì rất là dễ hiểu. Đặc biệt bạn nào chơi Candy Crush rồi ấy. Rồi chúng ta sẽ đến phần nâng cấp hero này. Một điều không để thiếu được, chúng ta sẽ phải nâng cấp hero lên. Càng lên cao ải càng khó thì bạn sẽ phải nâng cấp. Xong rồi mặc trang bị rồi đây phần kỹ năng, nâng cấp kỹ năng các thứ này. Có đủ thời trang luôn. Đây danh sách nhân vật rất là nhiều. Hiện tại là chưa mở thành chính để qua chương 1 thì mình sẽ mở thành chính và đây tặng rất là nhiều lượt quay tướng miễn phí này thì mình sẽ xem phần quay tướng đây nhá. Bây giờ chúng ta cứ vượt ải đã. Khiêu chiến này. Rồi vào khiêu chiến vượt ải thôi. Game này thì các bạn vẫn sẽ cần gọi là anh em sẽ vẫn sẽ cần gọi là gọi gì nhỉ? Các bạn sẽ phải chiến đấu bằng tay trước nhá. Như là nó chưa mở auto đâu. Chắc phải qua chương 1 đó, qua chương 1 nó mở auto cơ. Rồi cố gắng là đây, áp dụng những cái gì mà game đã hướng dẫn. Thì các bạn sẽ tạo thành combo cho nổ này. Đó, bạn thấy không? Nói chung là kiểu dạng game xây hình này có một chút may mắn nhưng cũng cần một sự tính toán đấy anh em ạ. Không phải dễ đâu. Rồi. Ô, đây là... Ô, nó còn đánh chuyển cánh đấy chứ. Cứ tưởng xong rồi, hóa ra nó còn lòng hoàng như vậy. Đây, ghép 4 này anh em ơi. Cố gắng là ghép những cái combo nào nó càng nhiều còn tốt nhá. Thì sẽ gây sát thương nhanh hơn, các bạn sẽ giúp dễ dàng vượt ải hơn. Vì bản chất thì... Tất nhiên là lực chiến nó vẫn là quan trọng nhất anh em ạ. Đó, toàn ăn 3 này. Đây, tạo hình tam giác này anh em đây. Đó, anh em thấy không? Bây giờ mình sẽ cho nổ nhá. Bấm vào đây thì nó sẽ ăn những cái khối cùng màu. Đó. Tất nhiên đây là những cái chương đầu này nó dễ rồi. Rồi, đã lên level. Đây, chúng ta có một thẻ gọi Kingdom Pass. Các bạn thể nhận thưởng ở đây. Làm nhiệm vụ nhận thưởng. Bắt đầu khiêu chiến tiếp. Mình sẽ chơi đến cái phần gọi là chiêu mộ và xem phần tỷ lệ chiêu mộ nhá anh em nhá. Và cơ bản là do mình cũng khoái dạng game xuất hình như này. Cắt đây đi. Cắt đây. Đó anh em thấy không? Ra game này nó chơi nó cũng không khó hiểu đâu. Đây bấm vào sử dụng kỹ năng. Kỹ năng nhân vật rất là khỏe luôn anh em ạ. Mình để cả đống combo này anh em này. Tí mình sẽ ghép combo lại. Hai cái này đang thử muốn ghép hai cái tên lửa ra thì sao nhỉ? Đây hai tên lửa này. Ui nổ rất là mạnh luôn anh em ơi. Có tướng hồi máu luôn. Ok. Đây. Hình như là phải hai cái liền nhau mới ghép được anh em. Đây hai cái liền nhau nhá, nhìn này. Xong xứ rồi, đang định hai khối liền nhau nó nổ tung bùng luôn. Rất là đen, nhưng mà thôi. Cái quái ở ban đầu này nó rất là dễ. Tiếp tục này. Tự nhiên game bánh cuốn dã man, các bạn mình thích cái dạng game xếp hình ấy. Này, ghép hình này. Thử ghép cái hai cái này ghép được không? Ghép được với nhau, nói chung là
những cái đặc biệt ấy thì các bạn cứ ghép lại với nhau, nếu mà nó cạnh nhau ấy thì sẽ thêm thêm nhiều sát thương. Ủa các bạn thấy nổ kinh không, dã man luôn. Ghép này, đây sử dụng bấm avatar để sử dụng kỹ năng nhá, có cả tướng hút máu các thứ luôn. Ghép 4 này, nói chung cái game này ấy, các bạn phải ghép nó làm sao để combo ấy thì mình gây nhiều sát thương chứ. Chỉ ghép không thôi thì không ăn thua. Ui nó chém đau thế. Không ổn rồi anh em ơi. Bạn thấy không, không cẩn thận là sẽ mất rất là nhiều máu. Rồi, đấy phải cẩn thận, sao phải cẩn thận hơn anh em. Cố gắng là chơi qua chương 1 rồi nhá, ải 1.8 rồi. Nếu sau này các bạn tướng yếu thì các bạn sẽ phải ra nâng level của tướng của mình lên. Bài xấu đấy. Ghép 4 này. Ban đầu nếu không ghép 5, ghép 6 các được các thứ thì anh em cứ ghép 4 thôi. Cắn bắt đầu đau rồi anh em ạ, tí nữa sẽ phải ra nâng cấp. Cắn đau quá. Không ổn rồi mọi người ơi. Bút máu, bút máu, bút máu. Rồi, đen đấy nhở. Ôi, nó bắn đau thế. Đây. Rồi, chúng tiếp tục này. Chưa mở auto tăng tốc anh ạ. Mình không biết là game này là auto nó có thông minh hay không ấy. Này là gì ta? Nó có biểu tượng này là gì ta? Nhiều cái mình chưa hiểu lắm. Nào, cho con hình con đỏ nào. Trời ơi, không cho rồi. Cay dã man anh em ạ. Ôi, đánh đau thế. Thì mình sẽ ra nâng cấp nhân vật của mình thôi anh em ơi. Cắn đau dã man. Ôi, sắp toang rồi, toang rồi, toang một người đấy. Đấy, con này như con boss ấy. Đấy, tí nữa mình sẽ ra nâng cấp thôi. Các bạn đen ấy, các bạn đấy ghép bây giờ mình không chỉ có ghép 3 đó, không combo gì nhiều. Ôi dồi, hết ván rồi mới combo cái thứ này. Nói chung mà hơi đen. Và là mình hơi kém. Rồi, chắc là sẽ bị qua chương mới rồi anh sao ấy. Bỏ qua. Đây, ải 1.9 này. Ta sẽ có phần sẽ có bình máu này, chắc là bình hỗ trợ. Bỏ qua nhá, đây là chương boss nên là nó sẽ gọi là chương hướng dẫn anh em. Đấy, cố gắng này, ít nhất là phải tạo được 4 ấy. Combo 4, đâu ơi, có quả combo 5 này. Có cái healing boss này là ô, búp máu à, búp các kiểu à. Đây có cả smoke này. Ném smoke anh em ạ. Ném bom ấy. Hay giờ đây là các vật phẩm hỗ trợ nhá. Rồi ghép này các bạn thấy không? Chúng ta sẽ ghép và tấn công này. Hai hình giống nhau này, nổ này, tương bừng luôn. Ui. Đấy anh em thấy không? Phải combo nha, nó mới đã này. Đấy các bạn thấy không? Quan trọng phải combo. Thắng luôn nhá. Thắng luôn không? Sweet. Đây gót ghép tiếp này. Ui rồi, bạn ghê bán nào tương bừng như này có phải thắng không? Rồi. Ta đã chơi qua chương 1 rồi và nó sẽ mở khóa rất là nhiều tính năng mới. Ở đây. Rồi chúng ta sẽ vào thành chính nhá. Chúng ta sẽ có phần chiêu mộ đâu ta. Đây là bảng nhiệm vụ này. Ôi, ải 1.11 thì mới mở phần chiêu mộ cơ anh em ạ. Loàng hoàng nhỉ. Đây là 7 ngày đăng nhập này. Đó. Có lẽ đã phải tiếp tục vượt ải thôi. Đây các bạn hãy nâng level của tướng lên. Không có nút tăng level nhanh em ạ. Nâng cấp lên. Đấy các bạn thấy là nhân vật thì nó sẽ vẽ theo kiểu style manga đâu. Sẽ có khoảng hiện tại thì khoảng 66 heroes. Cũng không phải là quá nhiều. Rồi, tiếp tục cuốn thôi, nốt thì mình sẽ chơi nốt nhá. Thật ra con game Magic Stone 9 này mình chơi đây thì anh em cũng dễ rất là dễ hiểu rồi. Quan trọng tùy anh em thôi.
Nói chung là game chơi cũng được. Combo đã nhờ. Đấy, mình chỉ ước luôn lúc nào combo được nhảy thôi anh em ơi. Phê. Kỹ năng nhân vật nhé. Đấy, combo này. Đấy, nó chỉ cần ăn combo liên tục này thôi là thắng rồi. Rồi, sắp đến này 1.11 rồi anh ạ. Qua nốt ải này thì chúng ta sẽ có phần chiêu mộ. Mình muốn xem phần tỷ lệ chiêu mộ ấy, cho anh em xem nốt thôi. Còn lại mình thấy lại các bạn cũng hình dung ra được lối chơi con Magic Stone Knight rồi đúng không? Rất quen thuộc. Kem nào. Đây, cố gắng là combo thật nhiều nhá. Đấy, các bạn, à, quên mất là chưa qua chương 1. Đã chưa qua chương 1 đâu. Mình đang định bảo là mình đang định nói là mình sẽ để này để lượt sau, bởi vì nó sẽ có một cái phần nữa. Nhẫn nhịn tí mình ghép nó nổ tưng bừng luôn anh em ạ. Được kỹ năng nhân vật nhá. Đó, cho nổ phát chức này đủ gây sát thương thôi. Ô, nó nổ sứ rồi. Đang định tiết kiệm để lượt sau dùng ấy. Trời ơi, vì nó có một lượt nữa đấy, nó còn wave nữa. Trời ơi, đây mới wave boss này. Chán. Đen này đang định tiết kiệm để sử dụng combo cho nó hoành tráng ấy. Cây đã mang không nó nổ mất. À, nói chung là để mà combo các thứ kiểu được xịn sò thì cũng khá là hên xui đấy. Rồi, thắng rồi. Rồi, chúng ta sẽ mở khóa tính năng quán trọ thì mình sẽ có tính năng chiêu mộ nhá. Đây, chúng ta sẽ vào quán trọ, mình có thể chiêu mộ ở đây. Rồi, quay 10 lần này, được tặng 10 lần quay miễn phí luôn. Bỏ qua. Thì các bạn sẽ được các cái nhân vật mới và xây dựng đội hình của mình. Đấy, 4 sao, 5 sao, tá lả luôn. Cái này không bỏ quay nhanh được à? Rõ ràng ấn skip rồi mà. Nhân vật VM này vẽ rất là đẹp và sexy nhá. Trời ơi, không nút bỏ qua nhanh nhỉ? Rõ ràng mình ấn skip rồi, nó quấn quay này đến bao giờ? Mất thời gian dã man đấy. Rồi, được một tướng 5 sao. Đây, đây là phần tỷ lệ mọi người nhá. 5 sao là 3,6%, 4 sao 24%, 3 sao là 71,4%, 2 sao là 0,5%, thì đây là phần tỷ lệ. Rồi, thì mình cũng giới thiệu nhanh cho anh em về một con game nhập vai thẻ tướng kết hợp với lối chơi xếp hình có tên gọi là Magic Stone Knight. Thì bạn nào quan tâm thì có thể tải game này và chơi thử nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi bên này của Sòi Bạc. Thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh AppGaoWi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobile, không mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngay đi.